Xin chào mọi người. Hôm nay buổi tối rồi, trời cũng khá là muộn rồi. Mình lên video này thì giới thiệu với các bạn một chiếc máy. Đây là một chiếc máy phun thuốc bảo vệ thực vật của hãng Honda các bạn nhé. Cái máy phun thuốc bảo vệ thực vật của hãng Honda. Con này thì nó sử dụng cái động cơ Honda GX31 các bạn nhé, 31cc. Công suất khá là lớn. Thì đây là một trong những cái dòng máy phun thuốc bảo vệ thực vật. Nó không có bình riêng. Có nghĩa là nó chỉ là một cái đầu máy và một cái hệ thống bơm tia này thôi, và cái khung này thôi. Đấy, nó thiết kế là để gắn vào các cái thiết bị khác, hoặc là các cái bệ, hoặc là các cái xe đẩy. Đấy, hoặc là chúng ta có thể xách đi dễ dàng như này, và nó có hệ thống dây riêng đấy, để chúng ta để cấp nước và để phun nước ra đấy. Chúng ta con này thì là nó không phải dạng đeo lưng, không phải dạng ba lô đeo lưng, cho nên là các bạn có thể thấy đây là nó chỉ gồm động cơ và cái khung này và cái hệ thống bơm ti thủy lực này để nó phun nước. Cái con máy này thì là tùy theo cái nhu cầu sử dụng của từng người mà chúng ta có thể là chúng ta gắn vào những cái xe đẩy, và cái xe đẩy đó thì là gắn cái thùng phi nước. Thì thùng phi thì có thể là gắn những cái thùng phi nào nó to mấy trăm lít chẳng hạn, 200-300 lít, để chúng ta phun thuốc cho một cái diện tích rất là rộng, hoặc là cho một cái vườn cây rất rộng. Đấy, phun cả một cái vườn cây luôn, vườn cây ăn quả, thì là chúng ta phun một cái bình phi nước ấy là đủ đấy, có nghĩa là chúng ta hòa ra và phun tưới. Ở trên cái hệ thống cái bơm ti này thì nó có cái vòi, đây là vòi để cấp nước vào đấy, cấp nước vào các bạn nhé, và đây là cấp nước ra, thoát nước ra, phun ra đấy. Và cái này là điều chỉnh cái nước hồi về. Đây là nắp cái vòi nước hồi về. Đây là cái hệ thống bơm ti là hàng hệ các bạn nhé. Nó là dòng rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn. Và con này thì nó sử dụng cái hệ thống này là tum rời các bạn nhé. Chúng ta có thể tháo ra dễ dàng. Ví dụ như là con máy GX31 này, chúng ta có thể tháo rời cái đầu ra để chúng ta gắn vào các cái loại thiết bị khác. Ví dụ như chúng ta có thể gắn cái đầu này vào các cái máy cắt cỏ, hoặc là gắn vào các cái máy độ chế cái gì đó, thì chúng ta tháo cái đầu này ra, chúng ta gắn vào vô tư đấy, bởi vì là nó thiết kế rồi. Những cái chân máy thì nó có những cái cục kỳ cao su này để nhún cho cái máy nó nhún như này các bạn nhé. Và kể cả như là cái khung này nó cũng có bốn cái cục cao su này, đây bốn cục cao su các bạn thấy đây, để nó nhún động cơ chạy rất êm, vừa rung êm này và vừa là nó bám được ma sát vào các cái bề mặt tiếp xúc. Ví dụ như chúng ta để trên một cái mặt sân hoặc một cái bệ nào đó, thì khi bình thường không có cái chân này thì là máy nó chạy rung thì nó có thể chạy xê dịch, nhưng mà cái cao su này thì là nó tăng ma sát nên nó mút vào bề mặt bám. Đấy, cho nên là nó vừa êm này vừa chống trượt chống rung đi. Đấy là những cái ưu điểm của những con máy này. Con máy này thì là Honda 4 thì GX31 rồi, xịn sò rồi các bạn nhé. Đấy, xịn sò rồi. Hàng này thì là sản xuất tại Nhật Bản, Honda Nhật Bản. Nó khác với lại các cái dòng máy Honda sản xuất tại Thái Lan, nó cao cấp hơn, những cái tiêu chuẩn ở Nhật Bản cao cấp hơn. Và GX31 ấy thì nó thường là chỉ có ở Nhật Bản thôi. Còn GX25 hay là GX35 thì là nó mới là hàng nó bây giờ nó sản xuất tại Thái. Rất tuyệt vời. Nói chung là một con máy này thì khá ổn. Cách đây khoảng tầm 2-3 tháng thì mình có lên một cái video giới thiệu với các bạn một chiếc máy, một bộ đôi máy cũng của Honda. Cũng là kiểu dạng như này, cũng sách như này. Đấy thì là đăng lên một phát thì 1-2 hôm sau là khách chốt luôn hai con đó. Đây con này về, con hôm trước là động cơ là GX22 thôi, nó nhỏ hơn con này các bạn nhá. Còn con này là GX31 thì là động cơ nó to hơn hai con hôm trước.
các bạn có thể thấy đây hệ thống của nó thì nó gọn nhẹ này thôi, và nó là hàng Nhật bãi, zin nguyên bản các bạn nhá, zin nguyên bản chưa có thay thế sửa chữa một bất kỳ một cái gì cả, nó rất là tuyệt vời, hoàn hảo. Video này thì mình sẽ không test lỗ máy đâu, bởi vì buổi tối rồi nó ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Vài hôm trước thì những hôm trước mình có đăng video lên buổi tối thì là có ga máy có nhất, rồi một số những dòng máy lớn như là máy phun vôi hoặc là máy cưa ấy, tiếng nổ của nó rất xé gió theo ấy. Nhưng buổi tối thì là hàng xóm có trẻ nhỏ đó thì là người ta rất là hạn chế kiêng kỵ cái tiếng ồn, cho nên là mình sẽ không test nổ đó. Còn các bạn mua hàng thì là hàng của mình là đảm bảo cho các bạn là máy móc là hoạt động hoàn hảo các bạn nhé. Video này thì mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.